Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để dựng cho hai bác khách hai đôi loa. Một đôi loa ở đây thì ở giữa đây thì Tùng Nguyễn đã làm cái cấu hình cho các bác xem cái ruột gan của cửa hàng Tùng Nguyễn. Còn một cái cấu hình mà khi Tùng Nguyễn dựng xong rồi thì đứng hai cái hai bên. Một đôi loa ở giữa này là Tùng Nguyễn dựng cho một bác khách ở Đại Từ, Thái Nguyên. Năm ngoái thì bác ý và hai bố con xuống cửa hàng Tùng Nguyễn sắm một bộ dàn gần, nó rơi vào tầm hơn 50 triệu, khoảng 20 triệu. Thì năm nay bác ý lại tiếp tục lấy thêm một đôi loa full 30 leo. Năm ngoái lấy đẩy 4 kênh, cả bộ dàn súp hơi nữa, thì năm nay đánh thêm một đôi leo nữa. Và một đôi này cho tích bác khách ở tỉnh Quảng Bình. Một đôi loa full 6012 cấu hình tép JBL và bát của nó lắp bát Sequin Vega gân màu đỏ. Dòng này tiếng của trống của nó rất sâu và hay. Và đối với cả cái dòng leo bi ở đây thì em sẽ có cái video để cho các bác tham khảo giá cho các bác. Cái đôi từ thường ở đây thì khi các bác có nhu cầu về sản phẩm thì em đã cung cấp với giá 5 triệu 7 một đôi. Còn cái đôi từ leo bi ở đây thì em đang cung cấp rất là nhiều năm rồi, là 7 triệu 8 một đôi, là full 30 từ leo này. Hai cái phân khúc này thì một dòng là từ thường thì cũng rất là đẹp và đẹp rồi, và một dòng là từ leo thì anh em cùng tham khảo cái chip của nó. Đây các bác nhìn nha, đây là dòng bát từ thường từ 190 côn 76, công suất là 500W, và loa leo cũng công suất là 500W trên một chiếc loa. Đấy, loa leo cũng là 500W trên một chiếc loa. Thì em sẽ có review là bát tép và cấu hình cho các bác xem. Cấu hình lưới sắt của nó đây các bác nhé, em chưa dán cái tem JBL thôi, dán tem JBL vào cùng 6012 JBL. Thì đối với cái dòng sản phẩm neo bi của cửa hàng em là một dòng thương hiệu rất là lâu năm bền vững ở cửa hàng rồi. Dòng loa này thì các bác dùng thì cực kỳ yên tâm. Đấy, với cái cấu hình loa này thì nó là dòng cao cấp từ leo. Đối với em loại này là loại cao cấp rồi, vì cửa hàng là làm là nó dựng. Các bác cảm thấy mà với cái tầm giá các bác xài được thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn. Chứ còn đâu loa tàu, loa bãi, rồi loa đủ các kiểu rồi có bác lại nói. Thế nên là loa của em, đối với em loa này là loa cao cấp ở cửa hàng rồi các bác nhé. Với cái dòng sản phẩm bát leo bi hình lục giác, các bác lưu ý nhé, cửa hàng Tùng Nguyễn có một dòng bát 30 leo bi mà hình xương hình lục giác như này, là một dòng bát keo cao cấp. Củ bát của nó cực kỳ xịn, riêng cái đôi bát này không đã 3,5 triệu một đôi bát rồi. Kiểu dáng xương của nó là xương Lexo này, củ từ leo bi, củ leo được làm viên từ bi rất là to và dày. Đấy, viên từ leo bi rất to và dày. Đối với dòng bát 30 leo bi này, công suất của nó khỏe hơn hẳn so với các dòng bát 30 leo cùng công suất côn 76 các bác nhé. Bác nào có dòng leo côn 76 mang ra đây để so sánh với cái cặp bát này của em. Các bác có thể là ví dụ ở nhà các bác đang làm sự kiện rồi đánh A-day, các bác có thể là nhập cái mẫu bát này của em về để làm sự kiện A-day, so sánh xem chất leo này của em nó có khỏe hơn hoàn toàn các cái dòng leo mà các bác 30 các bác đang dùng không. Cặp bát này tiếng của nó cực kỳ khỏe vì công suất của nó, củ từ của nó rất là to các bác nhá. Leo của nó hàng đẹp, chất gấu, côn phíp các bác nhá, từ leo bi, côn 76 nhện màu vàng. Đấy, cái kiểu dáng xương thì dáng xương của nó là dáng xương của Lexo. Đây là lỗ hình tròn các bác nhá, nhưng mà nó chỉ có khác cái điểm bát ốc này thôi. Đấy, bát của nó là hình lục giác này, bát của nó hình lục giác, nhưng mà khi vào thùng thì nó vẫn tròn bình thường. Đối với dòng sản phẩm này, màng của nó thì là màng sơn dầu, các bác nhìn cái màng của nó là màng nhập, nhìn rất là đẹp luôn, rất là khôn luôn, không đơn thuần các cái màng sơn bình thường trông xìn xìn. Và gân của nó là hai gân rất chi là sáng tiếng. Cặp này là nó thuộc vào dòng loa lời. Riêng dòng leo này các bác nhá, hát đối với các bác nào có tuổi rồi, hát dòng leo này cực kỳ nhẹ. Kể cả cái dòng bass Sam 30 Sequin Vega của em, nó là cũng phân khúc từ thường mà tiếng của nó rất là hay, nhưng mà bảo là có sáng được như từ leo không thì xin thưa với các bác rằng là từ leo nó là giọng chuyên lời rồi, nó dòng chuyên lời, tiếng của nó cực kỳ hay luôn. Đấy, từ leo nó có rất là nhiều các phân khúc, nhà em 30 này, nhà em làm đến gần bao nhiêu mẫu cơ. Đối với cửa hàng em, các bác có thể là mua rời từng thiết bị bát Vega, bát 30 leo bi, tép 450 leo bi,
tép 450 leo bi này của BNC nắp nhôm. Riêng cái tóc tép leo này của em thửa về này, ở trên thị trường nó có rất là nhiều các cái mẫu leo 450 các bạn, nhưng mà cửa hàng em có nhập có cũng có rất là nhiều loại về rồi. Để dựng loa cho một đôi loa nó hay, tiếng tép nó nguyên nó hay thì phải có một cái cặp tép tiếng cực tốt thì mới cho ra được giải tép hay. Cặp tép này là của Tùng Nguyễn đó, nhập về để lắp với các cái dòng bass 30 neo như này, tiếng của nó cực kỳ nhuyễn các bác nhá, nó lẩy nhảy như tôm luôn đấy các bác ạ. Nếu mà mua tép neo ấy, mà mua tép neo mà loại rẻ thì các bác đừng có mua, em nói em khuyên thật với các bác, mua tép neo loại rẻ thì đừng có mua, tép neo mà loại rẻ nó đánh cực kỳ chói tiếng các bạn đấy. Em là một người làm ở trong nghề rất là lâu năm, đối với những mẫu tép neo gọi loại rẻ ấy, có lúc em lắp cho một bác khách mà em lắp lên rồi, cân lên rồi mà cảm thấy tiếng tép nó không được nhuyễn. Mình đang nghe cái tép neo này mà cảm thấy nó không được nhuyễn, mình lại phải tháo ra để lắp lại và để báo lại khách là tép nó chất lượng như thế. Thì anh có đồng ý thì em lắp cho cái tép neo lại rẻ. Đấy, thế nên là các bác em, các bác không có tiền thì thôi, không có tiền thì chơi từ thường. Đấy, mình có điều kiện ít thì mình chơi từ thường. Còn đã muốn sử dụng tép neo, các bác lên chơi loại tép neo loại đắt. Tép neo loại rẻ đánh rất là cứng tiếng các bác nhá. Thế nên là các bác cảm thấy mà Tùng Nguyễn nói có lý thì các bác có thể ủng hộ em. Đối với những dòng sản phẩm ở đây thì các bác có thể là đặt hàng của Tùng Nguyễn để Tùng Nguyễn gửi bưu điện cho tất cả các bác. Thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn có làm một video nội thất cho các bác xem. Đây là nội thất của Từ Leo. Từ Leo Bi này không, cửa hàng Tùng Nguyễn dựng mẫu này rất là lâu năm rồi, không bao giờ sợ bị lỗi thời. Bên trong thùng giữ mút tiêu âm trứng các bác nhá. Phân tầng FEA, phân tầng này Tùng Nguyễn nhập ở công ty Outland cho ra giải tiếng rất tốt. Thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn có làm một video thì là chỉ cho một bác khách trên Thái Nguyên này thì tham khảo cái mẫu ruột loa, và các bác cùng tham khảo mẫu ruột loa của em và yên tâm khi nhận hàng. Còn đối với mẫu loa này thì em đã có một clip test rồi, giới thiệu ruột bát và tép rồi, thế nên là các bác yên tâm về chất lượng dòng loa này của em. Đối với chất lượng của nó thì rất là hợp với giá, và cái chất lượng của nó có thể là cao hơn với giá mà em đang chấp nhận rất nhiều vì tiếng của nó cực kỳ hay. Đấy, hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác, hẹn các bác trong một clip mới nhất nha.